hai vợ chồng đi xem triển lãm mỹ thuật. Bà vợ mắt cận thị đang đứng trước một bức tranh bảo chồng: "Anh xem này, cả đời em chưa bao giờ thấy một bức chân dung xấu như thế này." Ông chồng vội kéo vợ đi chỗ khác khẽ bảo: "Không phải tranh đâu, là cái gương đấy." Hai ông giáo chơi rất thân với nhau, một người tên là Xí, còn một người tên là Khỏa. Một hôm, ông thầy tên Xí ghi tin nhắn cho người bạn lên bảng thông báo. Tin nhắn có nội dung là: "Khỏa thân, đến nhà Xí họp, nhớ đem theo giấy." Sửa một chút, thấy khách hàng ngắm nghía chiếc váy xem chừng rất tâm đắc, nhưng lại lắc đầu phân vân. Cô nhân viên bán hàng vội đến hỏi: "Dạ, chiếc váy này đẹp đấy, chị thấy có điểm nào chưa ưng ý ạ?" "Em ơi, sửa chiếc váy này một chút thì chị sẽ lấy nó." "Dạ được ạ, chị muốn sửa chỗ nào ạ?" Khách hàng thoáng ngượng ngùng đáp: "Sửa bảng giá trên chiếc váy đi." Ông chồng tỉnh giấc sau một bữa say bí tỉ, nhìn quanh thì thấy quần áo sạch sẽ phẳng phiu được treo trên ghế, bữa sáng dọn trên bàn cùng với chai bia. Bà vợ đã đi làm, không nói lời nào mà cũng chẳng nổi cơn tâm bành. Lão lại gần con gái và hỏi: "Con gái à, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cô con gái đáp: "Bố ạ, à, bố về nhà vào tầm 2 giờ đêm, say mềm và nằm vật ra giường. Nhưng khi mẹ cố gắng cởi bỏ quần áo cho bố, thì bố bảo đừng có động vào tao, đồ bệnh hoạn, tao có vợ rồi nhá." Hai cô gái ngồi cà phê, cô trẻ hơn hỏi: "Chị ơi, chị có tin vào tình bạn trong sáng giữa đàn ông và đàn bà không?" "Có chứ. Vậy có người đàn ông nào quan tâm và chăm sóc chị rất lâu mà lại không muốn ngủ với chị không?" "Có chứ. Ai vậy chị?" "Chồng tao." Một lần, ông chồng đem hết sự can đảm của mình quát vào mặt bà vợ: "Trong cái nhà này, ai là chủ hả?" "Tôi đấy. Có chuyện gì không?" Ông chồng liền đổi tính: "À không, tôi chỉ hỏi để biết thôi." Vào đêm Chúa Nhật, đi lễ nhà thờ về, một cặp vợ chồng gặp thiên thần ở trước cửa nhà. Thiên thần nói: "Còn 5 phút nữa là tận thế. Các người muốn làm gì trong 5 phút cuối cùng đó để ta giúp cho?" Ông chồng đáp ngay: "Làm tình." Bà vợ quát luôn: "Thế còn 4 phút rưỡi sau khi làm chuyện ấy, ông tính làm gì?" Đến sáng hôm sau, vẫn chưa tận thế, hai vợ chồng ra công viên tập thể dục. Ông chồng khoe với ông bạn tập cùng rằng: "Tối qua có thiên thần dọa là sắp đến tận thế, tao sợ quá nên tranh thủ ấy ấy với vợ một trận cuối, kẻo chết rồi thì hối hận, sáng nay dậy không nổi." Đúng là một trận XYZ tốn sức ngang với một cuộc chạy bộ 7 km mày ạ. À, bà vợ đang tập thể dục ở gần đấy quát luôn: "Làm gì có thằng nào chạy bộ 7 km trong 30 giây chứ, bốc phét vừa thôi." Thà trả tiền đắt hơn cho chắc ăn. Có một cặp vợ chồng đưa nhau đi thăm thánh địa Jerusalem. Chẳng may tại chỗ, bà vợ đột ngột qua đời. Nhà hòm bàn với ông chồng rằng nếu ông muốn đưa bà nhà về xứ thì phải tốn 5.000 đô la. Còn nếu như mai táng bà ngay tại vùng đất thánh này thì chỉ mất có 200 đô la thôi. Ông chồng suy nghĩ một lát rồi trả lời rằng ông muốn đưa thi hài của bà về quê quán hơn. Nhà hòm ngạc nhiên nói: "Tại sao lại phải chi 5.000 đô la? Trong khi để bà nhà an nghỉ tại nơi thánh địa này chỉ tốn có 200 đô la thôi."
Ông già quá bụa trả lời rằng, cách đây hơn 2.000 năm, ở nơi Jerusalem này, có một người đã chết và được chôn cất cẩn thận, 3 ngày sau sống lại. Tôi thật không muốn gặp trường hợp rủi ro này. Hai vợ chồng ngồi bàn luận với nhau. Cô vợ bảo, thời nay mà tệ trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại anh nhỉ? Anh chồng vặc lại, đâu có, bây giờ nam nữ bình quyền mà. Cô vợ cãi, thì đấy anh xem, đàn bà mà quan hệ bên ngoài thì gọi là gái lẳng lơ, còn đàn ông quan hệ lăng nhăng thì được gọi là đào hoa. Thế không phải phân biệt là gì? Anh chồng tỏ vẻ hiểu biết mới phân tích rằng, cô biết một mà chẳng biết hai, cái chìa khóa mà mở được nhiều ổ khóa thì gọi là gì? Gọi là chìa khóa vạn năng, còn cái ổ khóa mà chìa nào cũng đút vào mở ra được thì đó là ổ khóa vứt đi, đúng chưa? Cô vợ, ừ nhỉ, cũng có lý. Ngái ngủ, nửa đêm, vợ một bác sĩ giật mình, lay chồng dậy thì thào. Anh ơi, có trộm ở phòng khách đấy. Vị bác sĩ vừa tỉnh dậy hỏi, thế nó bị bệnh gì? Chuyện chày cối. Ngày xưa chưa có muôn loài, thượng đế mới tạo hình hài ngày nay. Bà mụ phải làm việc này, bà xuống hạ giới nặn ngay con người. Bà mụ vâng lệnh nặn người, bà nặn mắt mũi môi cười chân tay, cái răng cái tóc cái mày, cái bụng cái rốn chỗ này tính sao. Tiện tay bà đắp luôn vào, cái chày cái bệ gắn vào là xong. Người này bà gọi đàn ông, có chày thiếu cối lại không được rồi. Bà lại đắp tiếp một người, chỗ ấy là cối, chày nhồi chày say. Thế là từ đấy đến nay, người thừa người thiếu suốt ngày tìm nhau. Con người từ đấy về sau, chày cối cứ phải tìm nhau sớm chiều. Người ta vẫn gọi tình yêu để chày gặp cối sớm chiều giã nhau. Ông chồng đang trong bếp nấu cơm, thấy vợ đi làm về nét mặt ủ rũ, đá bay con mèo. Chồng lấy làm ngạc nhiên mới hỏi, em sao thế? Người vợ trả lời, con bé đồng nghiệp nói xấu sau lưng em, nó chê em béo như heo. Người chồng tiến đến an ủi vợ, em đừng buồn, mà nó nói thế nào ấy chứ? Trên đời này làm gì có con heo nào béo như em? Dài hẳn ra, một ông nghiện rượu nặng nên sức khỏe không tốt, thường xuyên đau ốm. Ông được gia đình đưa đến bác sĩ khám xong kê đơn. Ông nên hạn chế tối đa việc uống rượu, nếu ông bỏ được rượu, chắc chắn cuộc sống sẽ dài ra. Bệnh nhân bỗng hoạt bát hẳn lên, đúng thế, từ sáng tới giờ không có giọt rượu nào, đối với tôi đúng là ngày dài nhất trong cuộc đời. Vẫn tiếc, chồng già lấy vợ trẻ, đến lúc lâm chung vẫn nuối tiếc lắm, mới gọi vợ lại và dặn dò, mình tuy còn trẻ nhưng nên ở vậy thôi. Cô vợ thút thít, dạ. Ông chồng lại tiếp, làm cái bàn thờ cho tôi, cho chắc chắn vào, rồi rằm mùng một, lễ Tết, dỗ chạp, tắm rửa sạch sẽ, thắp hương, rồi hụ hụ hụ. Dạ, em xin vâng lời mình ạ, rồi sao nữa ạ? Rồi lên đó nằm. Hai vợ chồng đang ăn mừng kỷ niệm 25 năm ngày cưới trong một nhà hàng sang trọng. Bất chợt người chồng nhìn vợ thật lâu và nói, em yêu à, 25 năm trước, anh sống trong một căn nhà ọp ẹp, lái một chiếc xe cà tàng, xem tivi trắng đen,
ngủ trên chiếc giường chật chội. Nhưng anh rất hạnh phúc vì bên cạnh anh là một người vợ 25 tuổi xinh đẹp và quyến rũ. Người vợ mỉm cười đáp, vâng, những năm tháng tuyệt vời đó thật là khó quên anh nhỉ. Người chồng tiếp tục nhìn vợ thật lâu và bảo, vậy mà bây giờ khi đã có nhà cao cửa rộng, xe hơi, tivi đời mới nhất, thì bên cạnh anh chỉ là một bà vợ 50 tuổi già cỗi xấu xí. Em có nhận ra rằng mọi thứ ngày càng được nâng cao chất lượng, ngoại trừ nhan sắc của em ra. Cuộc sống thật là quá bất công. Người vợ mỉm cười đáp, ồ, không đâu, cuộc sống này rất công bằng. Bây giờ anh vẫn có thể ra ngoài tìm một cô gái 25 tuổi xinh đẹp quyến rũ mà. Và em hứa chắc chắn sẽ giúp anh sống trong một căn nhà ọp ẹp, chạy xe cà tàng, xem tivi trắng đen và ngủ trên chiếc giường chật chội giống y như 25 năm trước vậy. Làm sao mà cai được? Sau khi xem trận chung kết U23 Đông Nam Á, lòng rạo rực khi U23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch. Trời oi bức, ở một khu phố nọ, có hai mẹ con cô gái trẻ quát mắng nhau om sòm, làm ông già hàng xóm không sao ngủ được. Tiếng la mắng của cô ngày càng to, quá sốt ruột và lo lắng, ông già liền lò dò sang xem là có chuyện gì. Đứng ngoài cửa, ông hỏi vọng vào, hai mẹ con có chuyện gì mà quát mắng nhau om sòm lên thế hả? Dạ, cụ ơi, khổ cháu quá ạ. Hơn 3 tuổi rồi mà nó vẫn không cai được sữa ông ạ. Khổ nó, cứ bú mãi. Hàng của cháu bị nhão hết rồi ông nè. Nghe đến hàng bị nhão, ông cũng thấy khó chịu và sốt ruột. Ông nghĩ mình già rồi nên cũng có một ít kinh nghiệm cai sữa trẻ con nên ông giúp. Ông đến gần rồi hỏi cô gái, cô có muốn tôi chỉ cho cách cai sữa không? Cô gái mừng quá, luống cuống, dạ có ạ, cháu cảm ơn ông. Ông già lại hỏi, thế con cô là con trai hay con gái thế? Dạ là cháu trai ông ạ. Ông già nghe xong liền bỏ đi, cô gái chạy theo năn nỉ, sao ông nói ông giúp cháu? Mà bây giờ ông lại bỏ đi là sao? Tôi muốn giúp cô, nhưng tôi nghĩ là khó đấy. Khó là sao ạ? À, tôi tưởng con cô là con gái thì dễ, còn con cô là con trai thì khó đây. Dạ, sao lại khó thế ạ? Cứ như tôi đây này, năm nay hơn 60 tuổi rồi mà đã cai được đâu. Huống chi con cô mới có 3 tuổi. Thôi, tôi về. Cô thông cảm nhá, tôi không giúp được cô đâu. Trời ơi, khó đấy, khó lắm. Chuyện cười nhạt. Tham gia một câu lạc bộ cười của phường, một ông không bao giờ góp được một câu chuyện gì. Thế nhưng ai kể câu chuyện nào, ông cũng luôn mồm chê, nhạt, nhạt quá. Mặc dù câu chuyện đó được nhiều người tán thưởng, một thành viên câu lạc bộ là hàng xóm của ông ta tiết lộ, ông này có thích chuyện cười bao giờ đâu. Ông ấy tham gia câu lạc bộ là vì sợ người ta mang chuyện nhà ông ấy ra kể làm chuyện cười. Bởi vì gia đình ông ấy có nhiều tật xấu, rất buồn cười. Mọi người nghe vậy rất bất bình kết luận, chuyện cười có thể làm cho người này cười, người khác không cười là bình thường. Nhưng một người không thích chuyện cười tham gia câu lạc bộ cười là không bình thường. Thuốc rên. Phòng 23 lầu 14 viện tim nhận thêm bệnh nhân mới vào lúc 21 giờ. Tiếng rên của bệnh nhân mới làm cả phòng không ngủ được. Bà lão kế giường nói, có ai đó mua cho ông liều thuốc rên. Người nhà chạy xuống nhà thuốc một lúc trở về. Dạ, cháu đi khắp hỏi mua thuốc rên mà chẳng có tiệm nào bán cả. Họ bảo cháu điên. Các bác biết chỉ cho cháu với ạ. Cả phòng yên một giây rồi toác lên cười ngặt nghẽo. Sáng mai
Ba bệnh nhân xuất viện đúng là nụ cười hơn 10 thang thuốc bổ. Có một đôi vợ chồng tuổi cũng khá cao, rủ nhau đi du lịch, đến suối Tiên, ông chồng thốt lên: "Chưa đi chưa biết suối Tiên, đi rồi mới thấy chẳng yên trong lòng. Suối Tiên nước chảy ròng ròng, suối mà khô cạn mơ mộng cô tiên." Bà không đáp lời, đến Cà Mau lúc về bà vợ nói với giọng buồn buồn: "Chưa đi chưa biết Cà Mau, đi rồi lại thấy nỗi đau cả nhà. Cả nhà vừa héo vừa già, lại là cả chậm, chả là cả mau." Câu chuyện vợ trẻ. Lão lững thững đi dọc theo mấy luống rau, tần ngần chẳng biết làm gì, rõ là ngớ ngẩn. Trăng cuối tháng mọc muộn, hôm nay cũng đã ngoài 20 âm lịch rồi, nó cũng không còn sáng nhiều nữa, nhưng bóng của nó thì in ngược dưới đáy hồ vẫn còn đẹp lắm, tròn vành như vẫn đang cười với lão. Lão bước hững hờ, có vẻ có suy nghĩ mông lung, bất chợt cúi xuống, nhặt một hòn đá ném mạnh xuống hồ, mặt nước vỡ dạn, mặt trăng vỡ tan thành ngàn mảnh bạc trắng như nhăn nhở cười với lão. Nghĩ mãi, đêm qua, mộ vợ của lão quát mắng lão chẳng ra gì. Mỗi cái chuyện ấy mà làm cũng không xong, đúng là vô tích sự, giờ chắc chỉ để tưới rau thôi. Vợ của lão còn giòn lắm, còn lão thì đã sang tuổi lục tuần rồi. Một tháng, lão chỉ có thể trả bài cho mộ 3-4 lần thôi. Với lão, thế là đủ rồi, mộ còn trẻ, lão không kham nổi. Nguyên cớ ấy khiến cho sự có mặt của lão ở mấy luống rau ven hồ đêm nay. Mưa sương cuối thu không nhiều, nhưng cũng đủ tưới âm ẩm cho mấy cây rau cô đơn. Lão buồn, ngồi ngẫm nghĩ câu nói của vợ. Mãi rồi cũng ngớ ra, rồi hiểu. À, xưa kia không có phân hóa học, các cụ vẫn dùng nước tiểu để tưới rau. Hu hu. Cảm thấy đau nhói với cái lời mắng đầy thâm ý của vợ lão, nhưng vốn lão là con người hiền lành, chịu nhường nhịn, ít khi không nghe lời vợ. Rồi chậm rãi, lão dở cái ấy của mình ra, làm theo lời vợ. Mấy cây rau ở xa chân của lão, lão biết và có ý đã bước lại gần hơn, và lão bất chợt nhận ra mộ nhà lão nói cũng có phần đúng. Lần này tự mới hiểu, đến việc tưới lên rau cũng không làm được đây này. Những ngón chân của lão ướt hết cả rồi, mấy cây rau vẫn chưa được tưới đâu. Rõ khổ, lão buồn bã lê bước chân về nhà. Đêm cũng đã muộn, trăng cũng đã lên cao rồi. Siêu âm tim. Ông lão ngồi xe lăn siêu âm tim về. Bà cô kế bên hỏi: "Tim có sao không ông?" "Không sao bà." Lúc đầu bác sĩ thấy cô gái, sau đó thấy nhiều người khác nữa, bảo tôi đa tình nhỉ. Mãi sau, ông thấy bà bác sĩ phòng khám hỏi tôi: "Là người nhà của bác sĩ à?" Tôi ừ đại. Ông ấy nhấn đầu dò vào bụng. Tôi đau muốn chết. Ai dè, ông ấy là chồng của bà bác sĩ. Ghen dữ quá. Thế ông ấy ghi gì trong giấy siêu âm của ông thế? Thấy ông ấy ghi dương tính MV. Chắc là ông ấy bảo tôi bị bệnh mua vui gì đó. Đơn giản thôi. Một phóng viên của một tờ báo nọ gặp một họa sĩ nổi tiếng rồi phỏng vấn. Ông có một chất giọng tuyệt vời, tại sao ông không trở thành một ca sĩ mà lại chọn ngành hội họa vậy? Vị họa sĩ tủm tỉm cười đáp: "Ồ, đơn giản thôi. Thoạt đầu tôi cũng muốn trở thành ca sĩ, nhưng tôi xét thấy nếu ca sĩ mất giọng thì xem như tan đời.
Còn đối với một họa sĩ, nếu mất bút vẽ, chỉ cần ra ngoài phố mua ngay chiếc bút vẽ mới là được. Ấy thế là tôi quyết định chọn ngay ngành hội họa. Say, say quá mất rồi. Có một người đàn ông say ngất ngư đứng ở ga xe lửa. Ông ta gọi một chiếc taxi. Ít phút sau taxi đến, tài xế taxi hỏi: "Ông muốn về đâu ạ?" "Tôi muốn đến ga xe lửa." Anh tài xế ngạc nhiên: "Thưa ông, đây là ga xe lửa rồi ạ?" "Ồ thế à?" Ông ta móc tiền ra đưa cho tài xế và bảo: "Anh đi nhanh quá, lần sau anh nhớ đi chậm lại một tí nhé." Điều vợ dặn, làm trai cho đáng nên trai. 10 điều vợ dặn không sai một điều. Thứ nhất, chớ có nhậu nhiều, đúng 5 rưỡi chiều thì phải hồi ra. Thứ hai, không được lân la, mấy nơi thư giãn mát xa, mát gần. Thứ ba, cứ mỗi cuối tuần đưa vợ đi sắm áo quần thời trang. Thứ tư, tiền thưởng tiền lương nhận về nộp đủ, vợ thương nhất đời. Thứ năm, vợ có lắm lời cũng phải vui vẻ mà ngồi lắng nghe. Thứ sáu, tiền để đổi xe, sắm vàng cho vợ để khoe xóm giềng. Thứ bảy thì phải thật siêng, giúp vợ chợ búa nấu cơm giặt đồ. Thứ tám, không được có bồ, không được tơ tưởng mấy cô chân dài. Thứ chín, không được bạc bài, không chơi để đóm có ngày tan ra. Thứ mười, không được bê tha, việc nước chịu tất, việc nhà đảm đang. 10 điều vợ dặn rõ ràng, nếu không thực hiện, lỡ làng đời trai. Du lịch, mấy đứa bạn nhắn đi cà phê. Ra đến quán thấy bàn khá đông, một thằng đang kể chuyện hăng hái lắm. Ngồi xuống nghe nó kể chuyện về Phú Quốc. Té ra nó đi du lịch 1 tuần ở ngoài đó. Kể chuyện ở Vinpearl đi thăm safari tắm biển. Cũng phải khen nó tí cho nó mừng. Mày sướng nhỉ? Ôi tuyệt vời lắm mày ạ. Mà sao mày chẳng đi du lịch đâu cả thế? Tao sợ đi máy bay. Nó bảo, mày làm một xị rượu, rồi lên máy bay ngủ một lúc là đến nơi thôi, lo lắng gì chứ? Tao mà làm một xị, rồi ngồi ngủ, thì ngủ ở nhà còn sướng hơn. Nằm giường nệm ngủ, chẳng sướng hơn ngồi ngủ trên ghế hay sao? Nó bảo, nhưng mà ra đấy mày sẽ thấy biển đẹp, nhiều em xinh mặc bikini. Cười cười nhìn nó một lúc rồi bảo, tao mà làm một xị rồi ngủ thì còn thấy nhiều biển đẹp hơn Phú Quốc, nhiều em xinh mặc bikini hơn ở ngoài đó. Chỉ khổ là đôi lúc một xị vẫn chưa ngủ được thôi. Kế hoạch hóa. Hai cán bộ kế hoạch hóa gia đình gặp nhau trao đổi chuyên môn. Một cô thở dài than vãn với đồng nghiệp: "Ôi, phường em vận động mãi mà đàn ông không ai chịu thắt ống dẫn tình cả chị ạ." Chị đồng nghiệp bĩu môi bảo: "Phường chị thì lạ lắm nhá, vận động mãi chả ai chịu nghe. Ấy thế mà không biết vì sao các ông chồng lại rủ nhau đồng loạt đi thắt ống dẫn tình, vì các bà vợ cũng tranh nhau đi đặt vòng." Nghe vậy cô kia cũng ngạc nhiên không kém. "Ừ, không biết tại sao chị nhỉ? Em nghĩ chỉ một người thực hiện biện pháp hạn chế là đủ, cần gì cả hai vợ chồng chứ?" Chị đồng nghiệp đăm chiêu suy nghĩ rồi giải thích: "Có lẽ các bà trong phường chị đề phòng đàn ông các phường khác không thực hiện như đàn ông ở phường mình chăng?" Thiên đường, ngồi cà phê với thằng em, nó kể chuyện cháu nó ở Nhật đi học tiểu học, không phải đóng học phí, ăn ở trường miễn phí, mượn sách của trường để học, không mất tiền mua. Cha mẹ nó còn được hỗ trợ mỗi tháng tương đương khoảng 2 triệu đồng tiền Việt. Thầy giáo thì dạy dỗ học sinh cẩn thận, đâu ra đấy.
chứ không như ở ta. Cũng thở dài, bảo với nó, địa ngục phải khác với thiên đường chứ. Thằng em hỏi, khác thế nào anh? Những người ở địa ngục thì cố sống tử tế để sau này chết được lên thiên đường. Còn những người đang sống ở thiên đường rồi biết chẳng có chỗ nào có thể tốt hơn nữa, nên họ mặc kệ, chẳng quan tâm tới bất cứ cái gì. Tiếc đứt ruột, người chị lấy chồng về nhà than thở, lấy chồng khổ lắm, vất vả 24/24. Ban ngày thì hết lợn gà cá mú, bếp núc, củi lửa, cám bã, cơm nước, vân vân. Đêm về lại phải hầu chồng nữa, khổ ơi là khổ. Cô em nghe thế thì nản, không dám lấy chồng. Nhưng dăm 3 năm sau, nghi ngờ lời chị mình càng ngày càng lớn. Rồi cô đánh liều, lấy một người rất yêu cô. Sau tuần trăng mật, mặt hầm hầm, hùng hổ về nhà tìm chị để trút cơn giận. Cô bảo, đấy, vì chị mà em thiệt thòi mất mấy năm, tiếc đứt ruột gứt gan ra. Sao lại thế? Anh chồng bảo, sao thượng đế lại sinh ra phụ nữ vừa xinh đẹp vừa ngốc nghếch thế nhỉ? Cô vợ đáp, có xinh đẹp mới khiến các anh siêu lòng, có ngốc nghếch thì mới chịu được các anh. Hai anh chàng nói chuyện với nhau. Này, nghe nói hôn có lợi cho sức khỏe đấy, có đúng không nhỉ? Sai bét. 2 tháng trước, tớ hôn một cô đã có chồng, thế là phải nằm viện mất 1 tháng đấy. Vợ đi vắng mà không để tiền ở nhà, mình đành ra chợ mua thức ăn. Trong túi có mỗi 50k, nên mình định tìm món nào rẻ để ăn tạm. Chợt cô hàng vịt quay gọi, anh ơi, mua con vịt quay mà ăn, rẻ lắm. Mình chần chừ định bước đi, nhưng cô ta vẫn nài, em bán có 100k thôi. Ông hỏi, đầu cánh chân thì bao nhiêu tiền? Tưởng khách gà nên cô bảo 50k nhé. Cô chặt đi, vịt của anh đây. Không, tôi lấy phần mình. Chiều về đến nhà, thấy thức ăn vẫn còn nhiều, bà vợ hỏi chuyện mới vỡ lẽ. Bà cười ha hà, khen chồng giỏi đi chợ đấy. Câu chuyện sát chồng. Cái tháng 7 Ngâu này rõ chán, rời đất cứ dầm dật chỉ bận mưa, thì buồn, cả buổi tối buồn vãi cả đái. Tình hình phây phiếc cũng chẳng có gì hay ho, dạt 3 cái phim TikTok đồng nát nhạt thèo, thì thèm tí hơi dai. Chiều nay 14, thiên hạ cúng giảm hết, thì chả cúng khấn gì chán rồi, 3 đời chồng thì tạch cả 3. Giờ thì khác gì thợ mộ mà còn cúng với chả khấn, mà thực ra thì có làm gì họ đâu. Với quán cháo lòng tiết canh, cả 3 lão thì chăm cho, cứ gọi là đỏ đắn phây phây. Bàn sớm rồi hộ thị vài chục mét lòng, tối đêm rồi nốt hộ thị đoạn khấu đuôi. Thế mà cả 3 cứ mỗi thằng 1 nghiệp chết tốt. 3 ông chồng gắn vào 2 gò má của thị cái chữ sát chồng, cho nên giờ thị rõ ngon rõ chắc chắn, và có tiền cũng chả ma nào thèm cặp. Thị lướt phây chán, lăn ra thiêu thiêu ngủ. Bỗng mấy con chó sủa váng cả lên, đau hết cả đầu. Thị lăn qua lăn lại, lấy cái gối chèn lên tai mà vẫn không ngủ được. Thì đành trở dậy vác đèn pin ra cổng trước nhà xem có sự gì. Hắn đương mơ một giấc mơ gì đó, bỗng choàng mở mắt. Một thứ gì đó man mát trườn trườn từ ngực xuống bụng, rồi 2 vế bắp. Hắn chớp chớp nheo nheo mắt định hình, ơ, mình đang ở đâu thế này? Hắn giở lên người hắn, giời ơi, hắn giật mình ngồi bật dậy, bộ áo lụa mát lạnh vừa làm tay hắn trượt đi. Thấy hắn ngồi dậy thì liền hỏi, tỉnh rồi à? Cô, sao tôi lại ở đây?
cô đã làm gì tôi rồi hả? Thịt! Giọng thì tỉnh bơ, rồi khinh khích cười, nghĩ bụng, liệt bố nó rồi mà còn tinh vi lắm. Rồi thị nhớ tối qua, sau một hồi để lũ chó sủa lòng cứt thì mới đi ra, mở cổng ra thì thị vấp ngay phải hắn, một thằng say ở làng bên. Hắn ngã sấp mặt xuống vũng nước mưa, người hắn đè lên bãi phân chó. Cái thôn này người ta nuôi chó trong nhà và để nó ỉa vạ ngoài đường. Thị định khóa cổng quay vào nhưng lại nghĩ tháng cô hồn mà thằng này nằm mưa, tí nữa là cảm chết toi. Rồi thì người ta sẽ đồn đại thị cao số đến nỗi đi qua nhà thị mà cũng chết. Như thế thì coi như cả đời này đoạn sau thị chả còn được nếm miếng dồi của thằng đàn ông nào nữa. Thị nghĩ thế nên bèn bế bổng hắn lên, rồi vào vại nước đầu hè lột quần áo hắn ra, rồi rửa mùi phân chó. Gớm cái thằng người kháu phết, nhưng đoạn rồi non, nom đến buồn cười. Nó sun như con sâu đất, đã thế lại ngoác bên nọ, ngoác bên kia, mỗi khi thị dội nước vào. Thị nghĩ, thôi âu cũng là làm phúc. Thị đứng sững người, lấy mu bàn chân day day quệt quệt giữa hết đoạn khấu đuôi và lỗ thông hơi cho hắn, rồi nhấc hắn vào mặc quần áo của thị và hắn ngủ đến sáng ngày. Hắn bối rối lụng thụng trong bộ pyjama lừng màu hồng bằng lụa của mộ, nom cứ sao sao ấy. Hắn chả lạ gì thị, người ta đồn đoán ai lấy thị không chóng thì chầy, chỉ 5 năm là tạch. Sao thị lại cao số thế nhỉ? Hắn ngắm nhìn thì thị cũng đến nỗi nào đâu. Thị bán lòng lợn, thì thoảng hắn cũng vào mua hàng của thị. Sáng nay thị nghỉ buổi hàng vì rằm rìa lại bão mưa nên vắng khách. Thị ngồi dưới nền nhà mân mân mê củ khoai luộc. Thị bóc rồi đưa lên mồm cắn phập một cái, nom cái viền môi ôm khít lấy thân củ khoai đến rõ là ngon lành. Hắn bỗng liên tưởng và các cái dựng đứng hết lên. Hắn trước đây cũng ra gì phết, mấy năm gần đây Covid cô veo làm ăn thua lỗ, đâm ra chán ngán rượu suốt đêm. Mấy năm ở với thị, hắn lại béo đỏ ra. Hắn bỏ rượu, thị cũng bỏ quán cháo lòng. Bạt đất cạnh nhà rộng cả ngàn mét, thì mua máy đóng gạch bê tông về hắn với thị cùng làm. Giờ người ta xây dựng quá nhiều, món gạch cát khá kiếm ăn, thì giờ gầy đi, nom nhẹ nhõm sinh ra phết. Hắn không vẹo nữa, ngày chăm chỉ đóng gạch, phấn khởi thị với hắn lại đóng gạch cả đêm. Dạo này nom hắn vượng khí, đầu tháng có một ông vào mua gạch, ngồi nhìn thị và hắn, ông bảo cô chú có tướng phu thê, tướng cô là vượng phu ích tử lắm. Thì mừng, mừng như mở cờ trong bụng. Biết thế, ngày xưa ba thằng chồng trước thì xoay nghề khác, ban ngày không bắt chúng rồi mấy chục mét lòng, mà chỉ để đêm mới rồi đoạn khấu đuôi. Có phải bây giờ thì có bốn thằng chồng ngoan đứt rồi không? Tuổi lỡ cỡ, gặp con cháu gần 40 chưa chồng, hỏi nó, sao đến giờ vẫn chưa chồng? Nó thở dài bảo, cháu đang cái tuổi lỡ cỡ. Hỏi nó, tuổi lỡ cỡ là thế nào? Nó bảo, là cháu đã qua tuổi thích thì chọn được thằng ngon lành, nhưng lại chưa đến cái tuổi không thích, nhưng vẫn phải chấp nhận thằng không ngon lành ạ. Bác sĩ hỏi, hàng ngày anh ăn những gì? Mai trả lời, trứng, bánh mì, bơ, mứt, cà phê, thịt hoặc cá. Bác sĩ liền nói, mỗi ngày anh nên ăn một ít trái cây,
ăn hết cả vỏ của trái cây. Vỏ trái cây rất tốt. Thế anh thích loại trái cây nào nhất? Tôi thích nhất trái dừa. Ghen. Có một anh chàng nọ rất ghen tới mức thử lòng vợ kiểu này. Một hôm, cô vợ có việc bảo chồng chờ đi, nhưng chồng bận nên bảo tự đi. Cô vợ liền lấy điện thoại gọi cho anh xe ôm người quen. Anh chồng hỏi, cô gọi ai chở đi vậy hả? Cô vợ nhanh nhào trả lời, em gọi anh xe ôm quen đấy. Anh chồng nói, lại có cả số điện thoại của xe ôm nữa cơ à? Cô vợ nói, em không biết đi xe thì phải lưu số của xe ôm để đi đâu còn gọi chứ. Anh chồng đuối lý, không nói gì. Cô vợ bèn cầm túi xách rồi đi xuống đi xe ôm. Cô vợ đi đằng trước, chồng lẽo đẽo theo sau mà cô vợ không hề biết. Xuống tới nơi, trèo lên xe, rồi tự dưng anh chồng giằng cái túi xách đưa xe ôm và nói, đưa xe ôm cầm cho đi, đi đường đỡ lỡ có cướp giật. Nhưng cô vợ kiên quyết giật lại và để chắn lưng anh xe ôm vì cái túi xách cũng to, và nói để đây cũng an toàn, với lại có gì đâu mà lo bị cướp chứ. Anh chồng không nói gì đi lên nhà. Sau khi tới nơi hẹn, tự dưng cô vợ nghe tiếng tinh tinh tinh. Cô vợ mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn. May cô để cái túi chắn sau lưng tên xe ôm chứ ngồi kiểu kia về cô chết với tôi. Ôi thật hú hồn, lại còn ghen kiểu này mới kinh chứ. Làm nghề gì? Hai bố con nói chuyện với nhau. Con hỏi bố, bố làm nghề gì vậy hả bố? Bố làm quản lý nhà nước con à? Là làm công việc gì ạ? À, là thay mặt nhân dân quản lý tài sản chung của toàn thể nhân dân. Thế có được đem tài sản của nhân dân về làm tài sản riêng của nhà mình không ạ? Không được đâu con. Tài sản đó được làm ra từ mồ hôi nước mắt, thậm chí là xương máu của nhân dân. Những gì của dân thì phải trả lại hết cho dân con à. Thế sao nhà mình lại lắm tiền nhiều của thế hả bố? Mày vào lấy cục thịt quay trong tủ lạnh ra đây cho bố. Thằng con liền chạy đi mở tủ lạnh, lấy cục thịt quay mang ra cho bố nó. Bây giờ mày lại cất nguyên xi cục thịt quay này vào tủ lạnh cho bố đi. Thằng con chạy đi mở tủ lạnh cất cục thịt quay. Trả lại nguyên xi rồi hả con? Dạ, rồi ạ, thưa bố. Thế tay mày có dính mỡ không hả con? Cười văng nước. Nói ngọng là tại Hướng Đình, cả làng nói ngọng chứ mình em đâu. Cứ bảo tiếng Hà Nội chuẩn, thế mà dân Hà Nội mình đa số phát âm chữ R, G, J là như nhau. Phát thanh viên trên VTV toàn nói mưa rào rải rác, chứ có uốn lưỡi cho chuẩn là mưa rào rải rác bao giờ đâu. Hơi xấu hổ, nhưng phải nói thật là gia đình tôi có truyền thống nói ngọng. Điển hình là bố tôi, ông không thể nào phát âm được vần x. Ví dụ như o du kích thì ông phát âm là o du kích, nghe rất phản cảm. Vì vậy ông luôn tránh từ này. Ông chuyển thành cô dân quân, thật là sáng tạo. May là tôi không có gen ngọng của ông, nhưng thằng em tôi thì kế thừa hoàn toàn. Nó nói sao mà tất cả dấu hỏi đều thành dấu nặng, còn dấu ngã thì thành dấu sắc. Nó gọi tôi là anh Hải thay vì anh Hải. Có lần nó còn tâm sự với tôi rằng em không hiểu sao mỗi lần em cười mạnh là văng cả nước dãi. Tôi không hiểu nó cưa gái bằng ngôn từ hay hành động. Tôi đoán là nó sẽ cười để văng nước dãi vào người con bé kia như một loại bùa yêu chăng. Thậm chí đến tận bây giờ nó vẫn ngọng không thể hiểu được thằng này thế nào. Có lần nó tặng tôi cái áo lông rồi nó bảo áo lông vú đấy của bọn Tây.
Ấm lắm anh à. Đúng là ấm thật đấy các bạn ạ. Mà Tây nó lạnh nên nó mới có nhiều lông vũ để mà thu hoạch. Chứ dân Việt Nam mình mỗi thằng vài sợi thì dệt thế quái nào được áo. Nhưng thằng em tôi đặc biệt lắm, ngọng thế nó vẫn nói được ba thứ tiếng mới tài: Đức, Anh và Nhật. Chắc do nó học đại học ở Đức, làm thạc sĩ ở Mỹ và làm việc cho hãng ô tô của Nhật. Chỉ có điều bây giờ có vợ nên nó cười tế nhị hơn. Nó chắc để tránh văng nước dái vào người vợ. Dân miền Bắc mình có rất nhiều người lẫn chữ L và chữ N, dân gian hay gọi là ngọng. Có người ngọng N, có người ngọng L, có người ngọng đều cả L và N mới tài. Chỉ cần đảo cho nhau là hết ngọng mà không thể làm được. Thế chứ gì, tôi có thằng em họ dân Sài Gòn ra Hà Nội ngủ ở nhà tôi, sáng nó bảo ở thủ đô cái gì cũng của Lào anh ạ. À, mày điên à, Lào liếc gì? Thì đấy, tối nào em cũng thấy có thằng nó giao bánh mì Lào, kết quả Lào, bánh khúc Lào, xôi Lào. Đồng nát cũng Lào, đôi dép cũng Lào, keo diệt chuột cũng Lào, Lào tất còn gì? Bố xử thằng phản động. Một điều đặc biệt là dân ta nói ngọng ở mọi tầng lớp, từ nam phụ lão ấu đến già trẻ gái trai, từ công nhân tới trí thức, từ bộ trưởng tới nhân viên, từ thành thị đến nông thôn, từ Bắc vào Nam, từ miền núi đến hải đảo, không phân biệt thành phần giai cấp. Sếp công ty cũ tôi chẳng hạn, lần đầu đi làm tôi choáng luôn, đang họp giao ban thì có điện thoại. Sếp tôi cầm lên và nói: "Alo, vâng, em chào anh Long, lâu không gặp anh." Trong cuộc sống, đặc biệt là giao tiếp, việc nói lẫn lờ nờ khiến mọi câu chuyện nghiêm túc bỗng trở nên thành khôi hài. Có lần tôi đi hội thảo về giao thông đô thị, có ông chuyên gia nói như sau: "Có nhiều cách phân làn, đơn giản nhất là dùng con nương rất là linh hoạt, nó phân luồng, tránh chồng lấn giao thông, giảm lưu lượng." Ông chuyên gia chỉ nói một câu thôi mà khán giả đang nghiêm túc bỗng quay sang cười nói rôm rả. Tôi biết ông giận lắm, ông muốn chửi lắm. Tôi chắc nếu được chửi, ông sẽ chửi bọn khán giả thế này: "Mẹ, cái lũ lợn." Có một điều đặc biệt rằng không chỉ nói ngọng, dân mình cũng viết ngọng luôn, văn bản giấy tờ pháp lý mà cứ như trò đùa. Tôi có ông anh làm đồ gỗ dân Hà Tây. Lúc gặp nhau tôi hỏi: "Anh cho em cái số di động của anh." "090, anh tên là Nợ." "Vâng, anh Lợi ạ." À? "Không, em N nhẹ, Nợ." "Ôi, em tưởng anh lẫn lờ nờ, phải là Lợi chứ nhỉ?" "Nợ làm gì có nghĩa?" "Tao không ngọng." "Thế hay ngày xưa ông già anh đi khai sinh cho anh nói ngọng vậy?" "Ông già tao cũng không ngọng đâu." "Thế thì lạ nhỉ?" "Lạ cái gì? Là tại cái thằng hộ tịch ngày xưa nó viết ngọng đấy, giờ không sửa được nữa." "Thôi đừng có sửa, thế mới độc anh ạ." À, độc độc cái nồn. Vào hiệu thuốc, có một người đàn ông chìa ra một tờ giấy rồi cất tiếng hỏi: "Ở đây có thuốc này bán không cháu?" Cô nhân viên nhanh nhảu cầm tờ giấy: "Dạ, cụ để con xem ạ." Cô nhân viên lướt nhanh dòng chữ Viagra ra, bỗng cô nhíu mày. Cô nhìn ông cất tiếng hỏi: "Dạ, cụ mua thuốc này cho ai đấy ạ?" "Thì tôi mua cho tôi, chứ còn cho ai nữa." "Cụ ơi, bây giờ cụ có tuổi rồi, không nên dùng thuốc này nữa đâu cụ à." "Không, cô cứ bán cho tôi đi. Mỗi lần tôi có nhu cầu mà không có nó thì tôi khốn khổ, vất vả chết mất." Cô nhân viên tròn mắt. "Cụ à, cái chuyện ấy để dành cho lớp trẻ thôi. Cụ già rồi, đánh đu làm gì cho hại sức khỏe hả cụ?" Ông cụ trợn mắt quát: "Cái cô này, hiểu đi đâu vậy chứ?
Tôi đi đái, toàn đái vào chân. Thử hỏi còn làm gì được nữa? Tôi mua thuốc chỉ để khỏi đái vào chân thôi mà. Thổi bụng. Hai vợ chồng nọ đang ở trong phòng ngủ, bỗng đứa con nhỏ tông cửa chạy vào, nhìn thấy người mẹ đang ngồi trên bụng cha nhún nhảy. Lát sau người mẹ ra giải thích với con: "Bé có thấy bụng của ba bự ghê không? Cho nên khi nãy mẹ phải lên ngồi trên bụng của ba nhảy để cho bụng của ba xẹp bớt đi đấy." Đứa nhỏ đáp: "Vô ích thôi mẹ ơi, vì những khi mẹ đi vắng thì cô hàng xóm lại qua quỳ gối dưới đất để thổi cho bụng của ba bự lại đấy." Tu tập. Một người giàu có xây một ngôi chùa to và rước một cao tăng về chủ trì. Vào mùa hè, nhà giàu bèn gửi con lên làm tiểu đồng cho cao tăng để tu tập. Chú nhóc cũng phải cắt tóc ngắn, mặc áo cà sa nhưng vẫn nghịch ngợm. Một hôm thấy cao tăng ngồi thiền, cậu bèn ngồi xem. Mãi thấy sư phụ vẫn nhắm mắt, bèn hỏi: "Sư phụ, sao sư phụ nhắm mắt hoài như vậy ạ?" Sư phụ ngồi im một lúc, từ từ mở mắt ra, trả lời: "Ta nhắm mắt là để tĩnh tâm." "Vậy tĩnh tâm để làm gì?" "Tĩnh tâm để thấy được thế giới trong ta và thế giới của Đức Phật." Chú Tiểu ngó nghiêng một lúc xung quanh rồi hỏi: "Thế sư phụ có thể thấy Đức Phật không?" "Có thể chứ." "Thế sư phụ có thể nói chuyện được với Đức Phật không ạ?" "Có thể." Chú Tiểu thường được xem nhiều phim các thiền sư Ấn Độ nên đầy liên tưởng. "Thế sư phụ có thể làm được điều phi thường không?" "Có thể." "Vậy sư phụ có thể nằm lên đinh được không?" "Có thể." "Vậy sư phụ làm cho con xem với." Nhà sư khoan thai đứng dậy, mở tủ ra, lấy một bọc đinh rải ra nền nhà, rồi lấy tấm nệm đặt lên, từ từ nằm xuống và hỏi chú Tiểu: "Thế này được chưa?" Chú Tiểu kêu to: "Dạ không phải thế, sư phụ phải đóng đinh vào ván, rồi để mũi đinh chĩa lên, rồi sư phụ nằm trên mũi đinh ấy ạ." Sư phụ lặng lẽ ngồi dậy, nhìn chú Tiểu sâu vào mắt và từ tốn nói: "Con à, hãy nhớ điều này cả đời. Thứ nhất, tu tập là để không làm điều ngu ngốc, chứ không phải để làm điều phi thường. Thứ hai, làm điều phi thường của người này có thể là điều ngu ngốc của người khác." Một vụ kiện. Một anh chàng cứ làm được đồng nào lại đưa cho vợ giữ, nhưng khi cần tiền cho việc gì đó thì xin mỏi mồm, cô vợ cũng không đưa, hoặc nếu có đưa thì xỉn ra được vài chục ngàn bọng. Nếu anh không đưa tiền cho vợ thì cô ta lại giận dỗi, bóng gió đến phải đưa thì thôi. Bực mình quá, anh ta đâm đơn kiện cô vợ ra tòa để đòi quyền lợi của mình. Một thư ký tòa nhận đơn và hỏi anh chồng: "Thế giả sử anh có một khoản tiền, anh đút số tiền đó vào con lợn đất để tiết kiệm và khi cần thì anh làm thế nào mà lấy được tiền từ trong bụng con lợn đất ra?" "Dạ thưa, em sẽ đập con lợn đất ạ." "À, đúng rồi đấy." Nghe đến đây, anh chồng bảo: "Cho em xin lại tờ đơn, em không kiện nữa, em biết phải làm gì rồi." Đồ khỉ. Một anh chàng nghi ngờ vợ mình có quan hệ lòng thòng với anh hàng xóm, nên sau chuyến công tác dài ngày, anh ta gọi đứa con nhỏ ra và dò hỏi: "Con ở nhà, thấy mẹ có tình cảm thân thiết với cái ông hàng xóm đó không?" "Dạ không đâu bố ạ, à, mẹ ghét ông ta lắm."
Mẹ toàn gọi ông ta là đồ khỉ thôi. Thế à? Có thật như vậy không? Thật à? Hôm nọ con bắt gặp mẹ dí ngón tay vào trán ông ấy rồi nói: "Ừ, cái đồ khỉ này." Tuổi 40. 40 đâu phải là già, 40 tuổi vẫn là thanh niên, 40 tuổi vẫn hồn nhiên, 40 tuổi vẫn cứ nghiền Facebook, 40 càng ngắm càng say, 40 tuổi vẫn hây hây má hồng, 40 tình vẫn mặn nồng, 40 đằm thắm môi hồng xinh tươi, 40 vẫn đẹp rạng người, 40 nhìn vẫn tuyệt vời biết bao, 40 lòng vẫn xuyến sao, 40 lòng vẫn khát khao bên người, 40 vẫn cứ yêu đời, 40 tuổi vẫn xinh tươi mỗi ngày, để cho ai đó ngất ngây, để cho ai đó đắm say bên mình. Hãy chờ đấy. Tại Nghệ An, sau khi nghe tin chính quyền thu giữ 17 cá thể hổ, có một người đàn ông đã dắt vợ đến giao nộp nhưng bị từ chối. Cán bộ bảo lần này chỉ giải cứu hổ, còn sư tử thì để sau. Giận hờn. Sau 30 năm nữa, lúc đó anh và em đã già, tóc bạc trắng, da nhăn nheo, lưng đã còng, gối đã mỏi. Anh nhìn em không còn say đắm như ngày xưa nữa, giọng thì thào lúc được lúc không, nheo mắt lại anh kề tai nói nhỏ: "Em à, nói thật đi, mấy chục năm rồi, em có giận hờn gì anh không?" "Có chứ, sao không? Chén bát trong sóng còn khua, huống hồ gì là chuyện vợ chồng." "Vậy là em giận anh khi nào và tại sao em lại giận anh?" "Ôi trời, giận nhất là khi anh uống cà phê với bạn gái cũ của anh đấy." "Em ghen à? Vậy lúc đó em làm gì?" "Đập phá đồ đạc cho hả cơn giận à?" "Ồ không, đập phá đồ đạc làm chi cho đau tay chứ. Em vào cọ rửa toilet." "Thật sao? Vậy em có vui không sau khi cọ rửa?" "Vui chứ sao không?" "Vậy là được rồi." "Em vui là bởi vì mỗi lần em cọ rửa toilet bằng bàn chải đánh răng của anh đấy." "Ôi trời đất ơi, vậy là mỗi ngày anh đánh răng bằng bàn chải đã cọ bồn cầu à? Sao mà em ghen ác thế?" "Ác gì anh ơi, bánh ít cho đi, bánh quy cho lại." Rồi bỗng nhiên nàng nổi hứng đọc thơ mới ghê chứ: "Nếu biết rằng mai em sẽ già, trời ơi người ấy có rời xa, có còn thương nhớ loài hoa dại, hay chỉ ngậm ngùi để xót xa." Tôi đáp ngay xuất khẩu thành thơ: "Nếu biết rằng mai anh cũng già, lưng còng gối mỏi chẳng đi xa, trong mắt anh em là tất cả, tình nghĩa bao năm vẫn đậm đà." Nàng nhìn tôi chớp chớp ánh mắt, trong đó có những giọt nước mắt sắp trào ra. Thơ vui, đi khám tổng quát. Dạo này sức khỏe phập phù, mắt mờ chân chậm, lưng gù cả da. Quên quên nhớ nhớ hại ta, răng thì ê buốt như là sắp rơi. Quyết tâm nghỉ một ngày chơi, đi vào viện khám xem đời tới đâu. Vô phòng hít thở hơi sâu, gặp em bác sĩ bốc đầu khám luôn. Nhịp tim thoi thóp bình thường, mạch thì lên xuống như đường đèo ngang. Răng thì cái trắng cái vàng, mắt to mắt nhỏ hoang mang não nề. Cái phần ở dưới hôn mê, ngậm sâu cũng chịu, vợ chê đúng rồi. Sức đâu vượt núi leo đồi, trùng tu không tốt, hết thời nhão ra. Kết luận bác sĩ chuyên khoa, nghỉ ngơi toàn tập phải 3 tháng rồi, kiêng cữ chỉ định theo lời, luyện tu chân khí mới hồi vàng son. Thơ nay tạm biệt bà con, không màng chém gió nổ giòn làng phây, khi nào sung sức căng đầy, hành trình tiếp tục bù ngày cách xa. Chuyện bác sĩ siêu âm. Hôm nay là ngày chủ nhật,
mà phòng siêu âm của ông bác sĩ đông nghẹt người. 11 giờ trưa, có một cô xinh đẹp vào khám. Bác sĩ bảo cô sản phụ nằm xuống giường khám. Rồi ông ung dung mở máy ra, chỉnh quần của sản phụ, bôi chất nhầy nhầy lên bụng và dê con chuột. Mắt thì chăm chú nhìn vào màn hình. Một lúc sau, ông kết luận, cô có bầu con gái. Dạ, bác sĩ xem lại với ạ. Xem lại cái gì chứ? Em mang bầu tháng thứ 8 rồi, các bác sĩ khác đều bảo em sinh con trai mà. Ông bác sĩ tử tốn cười tủm tỉm, dê dê lại con chuột, kiểm tra đi kiểm tra lại kỹ càng, kéo màn hình lại gần cho cô gái nhìn rõ, đồng thời bảo, tôi kết luận là cô mang bầu con gái 100%. Cô xem trên màn hình nhé. Đây, đây là bộ phận sinh dục nữ của em bé. To và rõ ràng đây mà. Lại còn có cả... Cô gái tủm tỉm cười và nói, đúng, rõ ràng rồi, nhưng đó là của em mà bác sĩ ơi. Hù hù, tôi nhầm, tôi kéo sai chỗ rồi. Bà ngoại em lạ lắm, không như văn mẫu đâu. Đôi môi xăm đỏ thắm, tóc bạc, bà nhuộm nâu. Bà rất hay mặc váy, trang điểm cực kỳ lâu. Mỗi khi phóng xe máy, có khối chàng trông theo. Bà nấu ăn rất khéo, ông ngoại khen hết lời. Nhấp vài ba ly rượu là ông quên sự đời. Bà thích xem bóng đá, rất hay đi nhảy đầm. Bà chê ông yếu lắm, cứ suốt ngày trầm ngâm. Bà thường ra ban công, ngắm vài bông hồng nở. Thế là bà ngơ ngẩn, thế là bà làm thơ. Bà ngoại lên Facebook cũng chém gió ào ào, có khối chàng trai trẻ bị bà cho knock out. Có lần bà em hát, tình lỡ còn chi đâu, bà rơm rớm nước mắt, cứ như thủa yêu đầu. Ông ngoại em biết hết, nhưng chẳng nói gì nhiều, ông bảo sức đã kiệt, mặc bà mày phiêu diêu. Bà ngoại em là thế, ở nhà chẳng nói đâu, ra đường thì không thể, cho nên bà trẻ lâu. Ông nói gà, bà hiểu vịt. Ở một khu phố nọ có đôi vợ chồng mới cưới nhau được 25 năm có lẽ. Chào mừng ngày lễ mùng 2 tháng 9 sắp tới. Đêm qua, hai vợ chồng cùng nhau ngồi luộc bánh chưng để ăn mừng và để đem theo đi du lịch cho tiện. Đang luộc bánh sôi được một lúc thì anh chồng thì thầm với vợ. Khoảng hơn 23 giờ là bánh chín. Anh em mình làm một cái nhé. Cô vợ nghe thế thì miệng tủm tỉm cười, với qua hôn má ông chồng một cái rõ dài, rồi lẳng lặng lên nhà tắm rửa sạch sẽ, xịt thêm tí nước hoa vào nơi cần xịt và lên giường nằm nghiêng cho dốc nước chờ chồng. Chờ mãi đến qua giờ tí mới thấy anh chồng đi lên cùng với cái bánh chưng đã bóc sẵn, kêu vợ dậy cùng ăn. Em ơi, dậy mà ăn đi này, bánh ngon lắm. Sao? Sao cơ? Bánh ngon gì? Đây không thèm. Cô vợ dỗi không ăn mà còn hờn dỗi suốt cả đêm. Ngày lễ không cần đi đâu và không nói với anh chồng một lời nào. Học hỏi. Bố nghe mẹ nói, con chẳng chịu nghe lời mẹ phải không? Cậu còn ấp úng. Dạ, con... Ông bố nóng nảy quát. Thôi, đừng có quanh con nữa. Nó hãy nói cho bố biết làm cách nào mà con lại làm được như thế hả? Có một người đàn ông đến gặp bác sĩ để than phiền về tình trạng trí nhớ của mình. Người đàn ông nói với bác sĩ, thưa bác sĩ, dạo này trí nhớ của tôi tệ quá đi. Tôi không thể nhớ được chuyện xảy ra cách đây vài giờ, thậm chí là vài phút nữa. Bác sĩ nghe thấy thế liền hỏi, thế tình trạng này diễn ra lâu rồi phải không? Người đàn ông nhìn bác sĩ với vẻ mặt bối rối. Ông đang nói đến tình trạng nào vậy?
Hai vợ chồng nhà nọ có thằng con khoảng 3 tuổi. Gia đình thì chật chội không có phòng riêng cho con nên để con ngủ chung với cha mẹ. Một hôm vợ chồng chờ con ngủ xong rồi lấy mền trùm thằng con lại và làm tình với nhau. Được một hồi, ông chồng mới hỏi vợ, cho ra được chưa em? Dạ, được rồi, anh ra đi. Đột nhiên, thằng cu cựa mình và nói, cho con ra trước, nóng quá, con không chịu nổi. Ở tăng hai, từ ngày vợ chồng chuyển nhà, phòng ốc rộng rãi nên là ngủ riêng. Nửa đêm vợ hét như điên, ông chồng nghe thấy phi liền sang ngay, hỏi vợ chuyện gì thế này. Vợ rằng nó nhảy lên cây chạy rồi, nửa đêm nó vào giường tôi, tưởng ông như mọi lần thôi không ngờ, xong rồi nó cứ nằm trơ, còn tôi thì vẫn cứ ngờ tăng hai. Mọi khi ông làm thế hoài, hôm nay lại thấy sai sai thế nào, tôi dậy bật điện xem sao, thấy thế lập tức nó nhào lên cây. Tôi thì thế vẫn còn may, nó làm tăng nữa tôi đây cũng nhầm. Đặt câu, trong lớp học cô giáo nói, cô có các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, các em đặt câu với tất cả các số trên cho cô. Tí đứng lên thưa, dạ thưa cô, 7 ngày 6 đêm khách 5 sao tầng 4 phòng 3, 2 người 1 giường không quần không áo. Cô giáo chưa biết nói sao thì tèo lại đứng lên đối. 7 ngày 6 lần 5 giờ 4 phút, ngã ba, hai thằng một trai không say không về. Cô giáo ngất. Vợ chồng mới cưới nhau, chưa muốn có con, người vợ đến gặp bác sĩ xin tư vấn. Ông bác sĩ bốc đại một viên thuốc rồi đưa cho cô ta. Cô hỏi, dùng thế nào đây, thưa bác sĩ? Vị bác sĩ đáp, khi đi ngủ, cô hãy kẹp chặt viên thuốc này vào giữa hai đầu gối và cứ giữ như thế suốt đêm. Nếu để viên thuốc rơi ra là mất tác dụng ngay đấy. Đàn ông dê bắc thang mà hỏi ông trời, trai không mê gái trên đời có không? Trời cười chỉ có công công, hay đàn ông bị sụi nòng liệt dương? Đàn ông dê chuyện bình thường, đó là nghề nghiệp sở trường con ơi. Còn dê còn thấy tuyệt vời, nghỉ dê là biết cuộc đời sắp xong. Lỡ sinh làm kiếp đàn ông, tránh sao gặp được má hồng chẳng mê. Mèo nào thấy mỡ mà chê, trai mà thấy gái hồng mê mấy kỳ. Có người dê dạn dê lì, có người dê kín thầm ghi vào lòng. Nói chung chính hiệu đàn ông cũng vì cái nghiệp buộc lòng phải dê. Dê sao đừng để mình quê, dê mà bị chửi bị chê mấy kỳ, dê nào có tội tình gì, đúng người đúng cảnh vậy thì cứ dê. Đàn ông mà hồng biết dê, quý nàng chắc cũng hồng mê hồng thèm. Hỏi lòng mình lại mà xem, phải chăng cũng muốn cũng thèm được dê. Có người chọc ghẹo thì mê, không ai nhìn tới ê chề tủi thân. Thích mình được gọi mỹ nhân, nghe qua thì khoái, xa gần cũng mê. Vậy thì đừng vội trách chê, mà nên thông cảm cái nghề đàn ông. Quý nàng nếu gặp công công, phải chăng cũng sẽ khóc ròng như mưa. Phải lòng mình lại đúng chưa? Thật lòng bày tỏ xin thưa quý nàng, vì sao phái đẹp khoe hàng, phải chăng là muốn quý chàng thấy mê? Có mê thì mới có dê, vậy thì đừng vội cười chê quý chàng. Thật tình hồng phải nói ngang, một phần cũng tại quý nàng đúng không? Nào là khoe bưởi, khoe mông, đàn ông nhìn thấy động lòng mới dê. Trong đêm tân hôn, cô dâu chú rể động phòng. Chú rể hưng phấn làm việc cả đêm tổng cộng đến 4 phát. Cô dâu sung sướng được một đêm đã đời. Sáng hôm sau, cô vợ thức dậy mắt nhắm mắt mở đi ra thì gặp một ông đang ngồi cúi mặt đánh răng thì tưởng là chồng mình, bèn lấy tay xoa xoa đầu rồi bảo, hôm qua anh khỏe thế, làm tận 4 phát
Ông ta vẫn đánh răng không ngẩng mặt lên, chỉ lắc đầu nói, ba. Cô vợ tức quá mới bảo, bốn chứ ba cái gì? Ông ta lại lắc đầu nói, ba. Tức quá cô vợ gắt lên, ba cái gì? Làm người ta bốn phát, sáng nay đợi dậy đau hết cả người, bây giờ lại còn cãi chứ. Đúng lúc đấy thì ông bố chồng ngẩng mặt lên, cô con dâu mới ngã ngửa. Con run xanh, đấy là dân mạng bố láo đặt tên cho gã như thế. Chứ lúc làm giấy khai sinh, bố mẹ gã đặt tên cho gã một cái tên rõ là hay, rõ là mỹ miều. Ngoài cái họ không nói, thì tên đệm và tên thật của gã khi đọc lên nó cứ long lanh thế này nhá. Tên đệm của gã thì chỉ màu xanh, một màu rất nhiều người ưa thích, như Giang Thanh, vợ Mao chủ tịch, nghĩa là dòng sông xanh. Chữ Thanh còn có nghĩa là sự thanh khiết trong sáng, như bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao, trích trong truyện Kiều. Còn tên của gã là chỉ con rồng, tất nhiên là không phải rồng lộn, thế chả hóa ra là con rồng xanh à? Không phải, vì cái nhân cách khốn nạn của gã không đứng xứng được gọi là rồng xanh. May quá, con giun trong Hán tự cũng được gọi là rồng. Này nhá, trong Đông y, giun đất là một vị thuốc gọi là địa long chữa sốt rét. Thế là dân mạng gọi tên của gã là giun xanh. Nghe nói trong tù, thằng Toang bảo gã, chúng nó gọi tôi là Toang, còn gọi ông là giun xanh. Gã nghe thế thì uất đến tận cổ, nhưng chả biết làm thế nào, chỉ lầm bầm trong cổ họng, mẹ bọn sỏ lá. Gã gốc gác và xuất thân bác sĩ, Tây nó gọi là đốc tờ. Chả biết hồi làm đốc tờ, gã cứu được bao nhiêu mạng hay giết oan bao nhiêu mạng, nhưng trong thâm tâm gã vẫn nổi cộn cái ý nghĩ đen tối, cái này thì giống thằng Toang, làm bác sĩ mà không giỏi thì biết bao giờ mới giàu được. Nên gã nung nấu bằng mọi cách làm quan, mà phải là quan to. Trời không phụ công của gã, cứ lần lần gã leo đến chức thứ trưởng ngành. Ngày xưa cái thời phong kiến nó gọi là thị lang, làm thị lang vẫn chẳng ăn thua mẹ gì, phải thượng thư thì mới ra trò. Nhưng còn nhiều hòn đá tảng trước mắt của gã. Rồi bất ngờ gã được bổ nhiệm phó một ban cực kỳ quan trọng, gọi là quan trọng như nó, hữu danh vô thực, thì chuyên đi khoác lác kiếm tiền. Mấy năm làm phó ban, gã đi khắp nơi chém chuối, giao giảng đạo đức. Sau mỗi lần, gã lại chép miệng một mình, nói mỏi cả mồm mà được có hơn chục triệu. Thế này thì biết bao giờ mới giàu. Rồi như thằng Toang mà nhà gã phát, gã được bổ nhiệm làm thượng thư. Khi bà thượng thư của cái bộ ấy nghỉ hưu, mà nhà gã lại phát tiếp. Khi vừa ngồi vào ghế thượng thư thì dịch Covid hoành hành, gã nhận ngay ra đây là một cơ hội trời cho. Gã cùng Toang liên kết với nhau như một cặp đôi hoàn hảo, xẻ thịt thằng Á. Tiền vào nhà gã cứ như bão, dịch càng tăng thì gã càng lắm tiền. Trong đầu óc khốn nạn của gã chỉ mong dịch nó càng ngày càng nhiều, vì nó tỷ lệ thuận với số tiền gã kiếm được từ thằng Á. Tổng cộng hơn 2 năm đại dịch, gã đút túi có mỗi 2,25 triệu đô la, bằng khoảng 54 tỷ Việt Nam đồng, bằng khoảng 250 năm lương thượng thư của gã. Vẫn quen hồi làm phó ban, cái mồm của gã vẫn xoen xoét do bận chống dịch nên không để ý đến giá cả, hay phải kiên quyết chống tiêu cực trong ngành y tế và vân vân và mây mây. Nhiều người nghe thì suýt xoa, đấy phải thế chứ lị, có biết đâu là đằng sau bức màn bí mật lù lù một đống thối thầy. Mà thấy gọi gã là run thì oan cho loài giun quá, vì loài giun cần mẫn ngày đêm để làm giàu dinh dưỡng cho đất. Đằng này, gã cũng suốt ngày đào bới để kiếm trác, làm nghèo đất nước.
gã không thể được ví như con giun. Hoặc là thế này, hiện nay giun được Trung Quốc mua rất nhiều để làm thuốc, dân gian ta kích giun sấy khô bán cho Trung Quốc giá rất cao. Vậy nên chăng ta mổ gã ra, lấy hết ruột gan cho chó nhá, rồi sấy khô bán cho Tàu được ối tiền. Vì cái thân hình lực lưỡng của gã, cái mũi to, cái mặt thớt chắc cũng ngót tạ chứ chả chơi, sấy khô đi cũng phải còn 50 kg. Giá giun sấy khô bây giờ không biết là bao nhiêu nhỉ. Nếu thế thì thật mạn phép nhà thơ Thần Đồng có mấy câu thế này: giun xanh đục khoét suốt ngày, hôm qua bị sấy gốc cây trước nhà, họ hàng nhà chó kéo ra, chó con đi trước, chó già đi sau. Thơ vui, giai tây. Dạo này sao lắm giai tây, lên trang Facebook tỏ bày kết giao, anh nào cũng đẹp cũng cao, săn tin thả thính mời chào linh tinh, rằng em sao quá là xinh, đôi mắt biết nói, thân hình nở nang. Xin lỗi nhé, hỡi mấy chàng, thiếp đây chừng độ bằng ngang tuổi bà, làm gì sinh tựa thiên nga, đã thời xóa cánh ngan già biết không, đâu còn xuân sắc má hồng, ê vai mỏi gối chồng mông phì phò, thân hình chỗ bé chỗ to, chẳng mê dai đẹp lò xo chẳng màng, lâu rồi chả thích đụng hàng, nên là chỉ muốn các chàng tránh xa cái tam giác chỗ ngã ba, bây giờ cụ để là ái thôi. Lạ đến nhà, vừa buông cái điện thoại xuống sau khi nói chuyện với ai đó, ông bố bảo thằng con trai: này con xích con béc dê nhà mình lại ngay cho bố, nhanh lên. Dạ, nhà mình sắp có khách là hả bố? Cậu con trai tò mò hỏi lại bố. Không có khách là nào cả, mẹ mày đi thẩm mỹ viện sắp về đến nhà rồi đấy. Người dưng, lúc còn trẻ, ai cũng lo toan chăm lo cho gia đình của mình. Khi cao tuổi, các con các cháu đã trưởng thành, thì họ hay quan tâm đến người dưng nước lã. Mấy bác về hưu thường hay tụ tập uống trà, cà phê, bia hơi, thậm chí họp chi bộ, tổ tôm, sóc đĩa, toàn với người dưng. Không thấy họp với con cháu bao giờ, mấy bác buồn chồi đót, tích cóp dành dụm được khoản lớn cũng lại rủ người dưng đi du lịch đàn đúm nhậu nhẹt. Đặc biệt mấy bác văn nghệ sĩ rủ nhau đàm đạo văn chương, nói chuyện chính trường với các người dưng, uống một ly cà phê, 10 ly trà đá từ sáng sớm đến gần chính ngọ vẫn rôm rả không hết chuyện. Thế mà về gia đình động một chút là cáu mồ. Cháu hỏi xin vài ngàn mua bim bim lại keyboard kẻ sĩ, có cho cũng kèo nhào, chán chả buồn chết. Một loại người dưng nữa là các u sồn sồn, cũng lại được các người dưng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bởi các người dưng này cao tuổi hay tự ái vặt. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi, có thể đổ đỉnh siêu quán, nịnh cả tuần cũng không xong, thật hết nước chấm, mà cũng lại chỉ đi nịnh làm lành với người dưng, chứ ở nhà mà xảy ra sự kiện gì thì lại mặt sưng mày xỉa, bà giận ông một, ông giận lại 10, chả ai thèm dỗ. Người dưng có phải 4 ti 2 bím đâu mà có sức mạnh kỳ lạ đến thế. Gã đang tự vấn thì có một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ. Gió sao gió mát sau lưng, dạ sao dạ nhớ người dưng thế này. Tôi nhớ lần đầu tiên nhờ bố ký vào một biên bản ở trường học, ông ấy lắc đầu bảo nếu bố ký vào cái này con sẽ phải bắt chước lại chữ ký vào những lần sau.
Còn nếu con tự ký lần này, con ký thế nào cũng được và giáo viên cũng không biết được đâu.